chào đón hàng khủng cho bác đây. Tại sao em gọi hàng khủng? Đây là đôi loa đến từ Anh Quốc, đôi loa Calixson, hàng loa tép lồng đồng trục, mà đồng trục luôn ạ. Nguyên đôi củ loa này nếu như các bác mua rời nó phải có tiền chục triệu này, mà không phải chục. Nói nhìn nữa em. Đây là đôi loa đồng trục Calixson nhé, củ từ to vật vã luôn. Bát 30 Calixson này, tép lồng đồng trục. Đôi này mức giá 12.900.000. Các bác mua nguyên củ loa không mọi giá đấy rồi chứ chưa được nói thủng. Tất cả kênh của em đều báo giá công khai rõ ràng cho bác. Đôi loa thùng này đóng kiểu thùng tân noi, có chiều cao 80, chiều sâu 40, chiều ngang 50. Chiều cao 80 ạ. Đấy. Kiểu thùng tân noi. Đôi loa Calixson. Hàng England. Được. Cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt nó là loa đồng trục các bác nhá. Đồng trục khác và toàn giải nó sẽ khác. Đôi này cho các bác 12.900.000, đó là mức giá thấp nhất cho các bác rồi. Bác nào lấy được thì liên hệ với em, còn đã xác định mặc cả thì bác thông cảm. Đây không phải là sứt cái gì đâu nhá, đây là mắt của gỗ kiểu thế, cực kỳ đẹp, đúng chưa? Đấy, đây mà sẽ đi sâu vào bên trong, phía sau của loa, chi tiết loa cho các bác. Thùng vách còn cực kỳ đẹp luôn. Tất cả những thùng này là tất cả các bác chuyên đóng về thùng loa chứ không phải là tự nhiên mà đóng đâu nhá. Đây là đôi loa Calixson này, các bác nhìn này. Cái củ này của nó nhá, bác nhìn lau hết đi cho em, nó không ảnh hưởng gì cả. Tất cả từ mép xung quanh này không có một vết gợn nào cả, còn zin hết. Còn những cái này thì không lo. Thì em lau thì cho bác hết luôn này. Này, để em lau tay lại hết. Đây là đôi loa Calixson, các bác nhìn này. Model là G12P80. Bác nhìn thấy chữ England cuối cùng đấy chưa? Đấy, this England nhé. Đây là xong em sẽ lau luôn, em sẽ lau em xịt và em lau cho các bác luôn. Lau, bởi vì là những đôi loa cổ về sau này nó thừa, nó kiểu như nó để lâu không dùng thì nó sẽ bị cắn chỉ vào đấy thôi. Không có ảnh hưởng gì, về đến côn và loa. Còn loa màng bát thì còn đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp lung linh này. Đấy, em quay thật gần cho bác. Đôi loa này là đôi loa số 7. Có mức giá là 12.900.000, đã ghi rồi. Chiều ngang báo rồi, chiều ngang 50, chiều sâu 40, chiều cao 80. Đấy, các bác xem lại một lần nữa với cái tổng thể của đôi loa này. Sau đây em sẽ đậy e căng vào cho bác, nhìn. Nhưng mà muốn hầm hố chơi thì về bỏ e căng như này thích hơn. Đấy, đây được chưa? Sau đây em sẽ che e căng vào cho bác nhé. Đây là đôi loa đồng trục Calixson nhé, số 7. Hai lần luôn. Đấy, em sẽ đậy cái cầm cho bác luôn. Bộ tem rất là đẹp luôn nhé, tem đẹp lung linh luôn. Được chưa? Đấy, đã đậy tem vào cho bác được chưa ạ? Đậy cái căng vào. Đôi Calixson số 7 này, đôi loa đồng trục này có mức giá 12.900.000. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. 12.900.000 ạ. Em đọc lại thông số nhá. Chiều cao 80, chiều ngang 50, chiều sâu 40. Mức giá 12.900.000. Số thứ tự là số 7, đôi loa này. Số 7. Mức giá 12.900.000. Đó là loa đồng trục nhá, chú ý đồng trục chứ không phải toàn giải. Đấy, em chào các bạn.